Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý bổ ba nha anh em. Rồi, hiện tại là mình có thể lắp được một cái găng bảo thạch này. Ôi, chết rồi, lắp nhầm luôn ạ. Đây rồi đi, vậy thì chúng ta sẽ có hai phù thủy thay vì Darius găng bảo thạch. Mình tính là lắp luôn cái găng bảo thạch nhưng mà lại nhìn thấy là không có không tặc. Nếu như mà có Gray sớm thì chắc là mình sẽ sử dụng đến Darius sớm hơn đấy. Ủa, ông này hai vũ trụ Caitlyn 2 thế này thì ai mà đánh? Riêng thì con Caitlyn 2 kia thì nó đã gọi là solo 1-1 là chắc chắn nó ăn kèo rồi đấy. Chỉ cần ngậm bắn một phát thôi là đi đi luôn nhá anh em, không cần biết đúng sai. Trừ khi là anh em có giáp tinh thần hay là vút bẫy thôi. Rakan, Fira, xây ra chơi gì bây giờ nhỉ? Nhiều giọt nước mắt như này chắc là chơi phù thủy đi. Khá là lâu rồi thì mình chưa chơi phù thủy. Phù thủy thì anh em thường thì kết hợp với vệ binh tinh tú đúng không? Vệ binh tinh tú như thế thì lại bình thường quá. Để mình tìm kiếm một cái đội hình gì nó mới mới một chút xem nào. Ai? Bào ngư. Ủa, cái gì đây? Hôm nay lắp bộ đỏ thế này là nhìn là biết phát chơi đấu sĩ kết hợp với pháo thủ rồi này. Nhìn phát biết chơi đội hình gì luôn. Đấm mình ngu người luôn này. Đau đấy. Hai trận thua liên tục rồi. Cái đội hình của mình thì toàn bộ là toàn tí hon thôi, cho nên là cũng không dám solo của mấy ai cả. Rồi JC này. À, ok. Có JC với cả Darius khá là sớm. Chắc là mình sẽ lắp cho JC đi. JC găng bảo thạch. Đấy, cái skill của JC thì mình nghĩ là nó sẽ bổ chí mạng được. Mong là như vậy. Cái tỷ lệ là 30% thôi. Nhưng mà khi mà anh em lắp 3 cái bảo thạch thì đồng nghĩa nó sẽ là gấp 3 lần lên. Cái găng bảo thạch này thì nó có cộng dồn lẫn nhau nhé, cho nên là chúng ta vẫn có thể lắp được. Vãi nồi. Ông này hai thiên phong 2 sao hết luôn này. Để còn chơi bộc phá nữa thì cháu chịu rồi đấy. Xem là cú bổ của JC như thế nào thôi. Bam. Uầy, double kill. Được quá nhờ. Khá đấy. Cũng may là được một vị, một vàng. Rồi, thua nhưng mà vẫn được một vàng. Bây giờ chúng ta đã có được 3 trận thua liên tục rồi. Nào để xem là đi chợ có hàng họ gì hot hay không. Wow, có JC luôn cả. JC giáp lưới. Mình mà lấy về thì lắp luôn cái giáp tinh thần nhỉ. Nhưng mà chắc là không. Mình sẽ lựa chọn thêm một cái gậy quá khổ nữa. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi thử cho anh em xem. Đó chính là JC 3 găng bảo thạch. Để xem sức mạnh của nó sẽ như thế nào. Đấy, đây là những cái ý tưởng của anh em đã comment cho mình rất là nhiều. Và mình sẽ chọn lọc ra những ý tưởng hay, độc, lạ và mang đến cho nhiều người biết hơn nữa. Cho nên là anh em nào mà có những cái đội hình gì hay thì hãy nhớ comment ở phía dưới giúp mình nhá. Và anh em nào mà muốn kết bạn Facebook với mình thì mình sẽ để link ở bên dưới luôn. Ok, Facebook của mình là Trần Hùng Cường. AC này. Ủa, đồ này cho AC thì cũng hợp lý nhở. Hai cái Sojin. Mà chắc là không. Như mình đã nói đầu game thì mình sẽ chơi gọi là JC x 3 găng bảo thạch. Xem nó sẽ như thế nào. JC kết hợp với Poppy là chúng ta có hai thiên phong rồi này. Mà Poppy thì nó trong cái bộ vệ binh tinh tú, cho nên là chúng ta vẫn có thể tận dụng được thanh niên JC. Mà ngộ không thì ngon hơn nhỉ. À, nhưng mà nếu mà anh em thích ngộ không thì hãy nhớ comment cho mình biết luôn. Mình thử cho anh em xem là ngộ không khác biệt như nào với JC. Trong video này thì mình phải làm JC cái đã. Ui, bị choáng mất rồi. Băm cho cái. Không crit nhở. Crit phát là tan nát luôn. Ui, lại một trận thua nữa rồi. Thua đậm sâu. Đã như mà được một vàng thì bây giờ chúng ta lại có cột mốc 30 tiền thì ngon. Nhưng mà đời không phải là như mơ rồi. Sao lại ba ông top 1 lại không gặp nhau thế kia? Lạ nhỉ.
để xem là ở cái vòng 2.6 cuối cùng này mà ba ông này mà không ông nào gặp nhau thì đúng là game lỗi rồi. Anh em thấy đúng là game lỗi ấy. Để xem là mấy ông này có gặp nhau hay không nhá. Chứ ba ông top 1 thế này thì mình cảm thấy như là hơi sai sai. Top 1 100 máu ấy. Thường thì cái round này thì nó sẽ xếp gặp nhau này. Một trong hai ông sẽ bị mất đi cái ngôi vương top 1. Một khu rừng là chỉ có một vua thôi. À, một nước chỉ có một vua thôi. Không thể nào mà có hai vua được. Đúng không anh em? Ai chủ vai đất này? Bầm cho gái. Không đi ạ. Không đi rồi. Xong xong. Lại thua rồi. 5 trận thua liên tục. Vãi nồi thật. Đấy. Đúng như mình dự đoán. Có một ông đã bị kích bại rồi. Một nước lại có hai vua thế này. Chán thực sự. Ok. Mong là chút nữa hai ông kia sẽ sớm gặp nhau rồi và sẽ giành ra ai sẽ là ngôi vua. Nhưng mà đây mới chỉ là ở vòng 2 chấm này thôi đây nhá. Còn về lay game thì chưa biết được đâu. Mình cũng đang tính gọi là tranh giành cái ngôi vua này đấy. Bởi vì là bây giờ mình đang có 5 trận thua liên tục và khá là thấp máu. Nhưng mà đổi lại thì mình sẽ có được những cái trang bị phù hợp với những cái đội hình mà mình đang muốn xây dựng cho anh em xem. À xem cái gì? Giáp lưới. Ok, giáp thiên thần vẫn được. Tôi cần găng đấu tập. Uầy, dây si này. Đúng là có cơ duyên một cái dây si rồi. Tuyệt vời. Một cái giáp thiên thần nhá. Giáp thiên thần cho nào cho nó gỡ máu đi nhỉ. Để cho nó đỡ đỡ máu đi chút. Mau được cái sơ Ani. Thôi lắp cho Darius đi. Và một cái bùa xanh nữa. Ừ. Được. Đồ này thì chút nữa thì mình sẽ cho Sinera gánh đam phụ con JC nhá. Phụ chứ không là một mình nó cũng không thể nào mà cân hết được. Cần có một cái cánh tay vững chắc ở phía đằng sau. Mình tin chắc là JC của chúng ta sẽ thể hiện tốt. JC này thì có đam skill diện rộng cho nên là mình cảm thấy nó cũng khá là ok. Và sức mạnh của nó khi mà lên 3 sao thì cực kỳ đáng sợ. Và chắc là mình sẽ roll ở tầm cấp độ 7 đi. Cấp độ 7 là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta chơi những cái vị tướng 3 vàng. Và muốn nó lên được 3 sao. Theo mình là như thế. Còn ông nào sống vội thì có thể chơi ngay từ cấp độ 6 cũng được. Cấp 6 thì chúng ta có 30%. 5% đáng kể đấy anh em. Đây C2 này, được không? Uầy, bán mau đơ. Bây giờ chúng ta cũng có chỉ có 3 phù thủy thôi nhở. Thiếu con Sinera, Ari hoặc là con Victor. Victor ở cấp độ 6 thì chúng ta có 10%. 10%. Nếu mà may mắn thì anh em cũng có thể lấy nó bất cứ lúc nào mà thôi. Để xem vào cả ông nào đây. Cho ta gặp bào ngư đây. Đúng gặp bào ngư luôn. Rồi. Cái ông này đúng sống vội luôn này. À không phải sống vội. Mình mà là thiên nhiên sống vội. Mà đồ của ông này lắp vội quá. Chốt bài rất là sớm nhá. Ok ok. Ok. Cố lên cố lên. Rồi xong kích bại top 1 cho anh em chơi game luôn nhá. Được chưa? Từ đầu game đến giờ là chưa ai đánh bại được cái ông này. Mà mình lại đánh bại được ông này. Đúng là một kỳ tích lớn phải không anh em? Bào ngư này thì cấp 5 50 tiền. Đổi lại thì mình có cấp độ 6 50 tiền. Đấy. Điều khác biệt lớn. Tuy là anh em đánh theo chuỗi thua như này thì khá là nguy hiểm. Mà đổi lại cái là chúng ta sẽ có nhiều tiền. Thứ nhất là nhiều tiền này. Thứ hai là sẽ có được những cái trang bị mà mình yêu thích. Nhưng mà đổi lại thì anh em sẽ bị mất khá là nhiều máu. Cũng như là ông nào gọi là yếu tim hay là gì đấy thì rất khó để có thể gọi là đứng vững ở trong relay game. Phạm Tạ Quốc Anh. Uầy, hôm nay thì có hai cái găng đầu tập. Lát như cho mình gái ngon nhỉ. Ông này chắc đi chợ không thèm nữa rồi. Uầy, đùa. Đây mới chỉ là JC2 thôi anh em. Nhìn tiền về kìa. Quá nhiều tiền về với buôn làng luôn. Tuyệt vời.
có một chút không tạc vào chúng ta dồn đồ cho JC cũng như là Darius. Đảm bảo với anh em là nó sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Mà lại đầu game nữa nha. Đầu game mình còn khá may mắn. Với cả có cơ duyên mà, cái quan trọng gọi là cơ duyên anh em hiểu không? Cơ duyên ở đây là cái gì? Đánh quái nó tự rất dàng JC. Đấy, hợp lý. Hợp lý luôn. Đồng kia lấy JC rồi. Mình sẽ lấy găng đầu tập. Công Phạm Tạo Cũng Anh hình như cũng chơi JC, có hai con JC ở nhà rồi. Đừng bảo là trùng ý tưởng với mình nhá. JC 3 găng bỏ thạch nhá. Như thế thì anh em mình tương tàn đấy. Thay vào đấy, à hình như Olympic còn còn Casso nữa. Hồi nãy thầy chơi Cassiopeia kết hợp với Tiên Phong. Mình thì kết hợp với Phù Thủy cho anh em thấy sức mạnh tối đa. Đấy, cho anh em mãi còn nhãn luôn. JC 2. Cái mấy hàng JC này thì có nhiều. Tầm bao nhiêu con nhỉ? 24 con thì phải. Ok, 1000 đam rồi. Mặt hàng 3 sao mình nhớ lại xem nào. Như có 10 đâu. Ừ, tầm cỡ đấy. Một ông lên 3 sao là ông kia không lên được 3 sao nữa thì phải. Mình nhớ không nhầm là như thế. Giờ mong là gặp ông nào yếu yếu một chút để còn thần giữ chữ tháng nữa chứ. Ủa, ông này kiếm khách vũ trụ xây ra Pikachu rồi. Pokemon. Pokemon. Ok, tiêu diệt Pikachu luôn. Này còn khá nhiều tiền cho nên tính gọi là Hyperon xây ra. À không, chứ ông này chơi theo phong cách đó chính là Roll Slow. Nhất là anh em có thể chơi theo hai loại. Một là anh em chơi phong cách Hyperon, là anh em dồn tiền roll ở vòng trước khi mà ăn bãi đá đấy. Ăn xong bãi đá cũng được. Sau bãi đá nhiều hơn, tiền hơn. Và anh em sẽ sử dụng tiền đấy để có thể lên được. Ủa, có 3 con E-Rare luôn. Tiếc. Vãi linh hồn. Uầy, Victor Sinera luôn chứ. Phù Thủy ập về một lúc. Ok, chắc mình phải đi xem nào. Bỏ không tạc nhỉ. 4 phù thủy rồi. Ok, cứ đại như này đi. 4 phù thủy, khi nào mà có 6 phù thủy chắc là mình sẽ bỏ không tạc. Ủa, AC đồ thế giới à. Căng thế nhở. Nhìn cái con AC này thì hơi nản chút. AC combo siêu hồi mana. Nhưng mà gặp ngay thanh niên JC cục xúc rồi này. Mày. Trời ơi. Phải lìn thật. Bổ thế này thì sợ bố con thằng nào nữa. Bổ crit dam cực khủng luôn anh em. Annie 2 này, Nico, Chitofay, Zoe. Bây giờ mình sẽ roll để có thể tìm con JC 3 nhé anh em. Đây. Này cho này vào. Uầy. Mà sai sai kiểu gì nhở. Mình thì mình lấy đồ cho con Sinra cái đã. Chứ hiện tại thì chúng ta cũng không chơi được 6 phù thủy. Cấp 8 thì anh em mới chơi được 6 phù thủy đúng không? Nhưng mà quan trọng là mình phải lấy đồ cho ra cho con Sinra nó gánh đem đam phụ nữa. Chứ không mà đi đấy. AC này. À, một cái căng bảo thạch nữa này. Ngon lành. Honey. Ngộ không. Nào con này đi. Victor 2 rồi. Ôi. Sinra. Ôi. Sinra thì không thể nào mà bỏ được. Mình sẽ lắp luôn một cái Sojin nhỉ. Ừ, giờ trước thì lắp Sojin là hợp lý rồi. Combo siêu mana. Nào con này đi. Mong là Sinra gánh đam phụ chút. Đây. Mày cũng chơi JC ạ. Tiên Phong xạ thủ. Hắc tinh. 4 tiền phòng. Ui. Muốn JC của mình mẹ, đúng đáng đồng tiền bát gạo luôn đấy. Nói thật với anh em luôn. Bộ phát thần như là mấy cái ông gọi là tụng 5, tụng 7 lại đi hết. Đấy, khác biệt liền. Bàn máu đầu game nhưng mà giờ tầm giữa game là mình xanh lại rồi này. Đấy. Chiến thuật khổ trước sướng sau mà. Lo cái gì anh em. Ngại ngần gì. Soraka. Uầy. Vệ binh à.
Được. Jaycee của tôi đâu? Xong thấy Jaycee vậy trời. Nó này đi. Ari. Ok. 15 phù thủy cơ mà, cho Jaycee vào cho nó, à cho Darius vào nó làm chút kinh tế. Đúng không anh em? Làm thức kinh tế thì lâu lâu được vài vàng kiếm tiền nữa là ăn tiêu ăn vặt. Nãy giờ ông chưa ông nào đánh bại được ông này à? Ông này lại đồ chuẩn rồi, pháo thủ đồ binh rồi. Ủa. Hình như đây là giống kiểu như mình cắt tinh của ông này thì phải. Ông này cứ gặp mình là thua, thấy chưa? Đó. Ông này nãy giờ đang cháy cháy kìa, dập lửa liền anh em, dập lửa liền. Mà từ khi mà mình đánh bại cái ông bào ngư này này, là ông nào mày cũng đấm hết. Đấy, anh em thấy có lạ không? Cuộc sống mà mạnh thì cũng đôi lúc gọi là giống kiểu như là chuột voi sợ chuột đấy. Đấy, đấy. Kiểu đấy đấy anh em ạ. Nhưng bây giờ mình đã là một con người khác rồi. Tôi không phải cường một người xưa nữa đâu. Giờ là đồ binh rồi đấy anh em ạ. Zinix 2 rồi cả. Kinh. Đối thủ đáng gờm của chúng ta đó chính là Bào Ngư đấy. Trong cái đấy thì Phạm Tạ Quốc Anh thì cũng có được con Leona 3 sao rồi. Cassiopeia vọng âm bồ xanh. Ui, giá như mà nó băm một cái con Casso kia thì ngon. Mà mình nghĩ là chúng ta vẫn có thể chiến thắng được. Leona tuy là đồ thế giới đấy, nhưng mà Victor kẻ đẹp. Ui, trâu đấy. Kẻ văn châm máu này em. Đấy, may quá. Victor nó cái kẻ theo văn châm máu cho nên rất là mạnh. Khỏe lắm. Ủa ôi, Victor thì vàng kìa. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Mà tôi cần cái gậy quá khổ thôi để có thể hoàn thành được ước mơ đó chính là JC 3 găng bổ thạch. Nhưng mà đã bị Phạm Tạ Quốc Anh lấy đi mất rồi. Phạm Tạ Quốc Anh này hình như là cũng chơi JC. Thấy đồ của mình đẹp đẹp cho nên là bắt trước hay sao ấy. Well ok, mình sẽ lấy con Ugot đi. JC về thì từ từ là nó cũng lên 3 rồi. Anh em tin mình đi. Nếu mà anh em gọi là không yêu nhau nữa ấy, thì mình sẽ giải quyết bằng ngân lượng. Đấy, bây giờ mình nhiều ngân lượng mà 65 tiền. Không yêu cũng phải yêu. Rồi yêu không? Yêu hay không yêu nói một lời. Ông này chơi này. Một ông chơi. Ủa. Hai ông chơi. Hai ông chơi JC. Ông này không chơi thì pick chơi vậy đấy. Không chơi nhưng cũng pick chơi vậy anh em ạ. Buồn vãi nồi. Anh em với nhau chả đồng cảm cho nhau gì cả. Chẳng lẽ tôi lại pick 5 con Zinix ra lấy lại khắp. Ui ông này có vẻ kinh này. Phiêu ra hộ vệ. Phiêu ra hộ vệ. Nhưng con JC của mình đúng là giống kiểu như là One Pup JC luôn ấy. Một khi mà nó đã hóa thành Super Saiyan, chỉ cần giơ búa lên một phát thôi là đạp màu anh em là sẽ có người phải nằm xuống. Đây là chúng ta mới chỉ có hai cái găng bổ thạch thôi đấy. Với cả đang có 4 phù thủy, chút nữa mà 6 phù thủy nữa thì thôi rồi Lượm ơi. Harry. Ok, sau round này là chúng ta có 6 phù thủy rồi này. Thế mình sẽ bỏ không tặc đi. Vì không tặc về lay game thì anh em chơi 4 không tặc thì được, chúng ta sẽ có nhiều đồ. Có nhiều đồ đấy. Nhưng mà giống kiểu về lay game mà anh em lại tham lam quá, tham tiền, tham đồ quá. Chết thì cũng không mang đi được đâu anh em ạ. Cho nên là anh em phải tận dụng những gì gọi là đang có. Trân trọng nó. Ông này có vẻ căng này. Ok. Ủa, bàn phát gặp ngay vút rồng. Hơi cù tí mà chắc là vẫn ăn được. Né. Và Cinera nó khác liền anh em. Nó đam phụ con JC. Giống kiểu con JC nó cầu máu ấy. Sau đó Cinera nó bật bì. Thằng này sang thằng khác. Tuyệt vời. Ok. Đấy lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với người anh em Darius rồi. Người đã gắn bó với mình rất là lâu. Đúng không em? Level 8 vẫn là 35%.
Tại vì mình cảm thấy như là trận này cũng khá là nhiều anh em chơi JC á, nên mình sẽ quyết định là lên level 8 nha anh em. Chứ không là mình sẽ roll ở level 7 nhiều hơn. Đây, mãi mới ra một con nữa này. Mãi mới ra một con nữa đây anh em. Buồn chưa? Cho tôi xin một cái gậy. Được luôn. Được luôn, ui xồi ôi. Thế này lại quý hóa quá. Quý hóa quá anh em ạ. Một cái găng bảo thạch nữa luôn. Trời, con mẹ bổ một găng bảo thạch luôn. Ari thôi. Uầy, Zanna này. Được, được, được. Cái con này đi. Syndra, uầy. Trời ơi, sao còn một con Zoe nữa thôi mà nó không ra trời. Zoe 3 sao. Thôi bán cái này đi. Cho Zoe thêm một chút cơ hội nữa. Một con Zoe nữa thôi mà khó thế nhở. Đây, cái này đi. Tụ bão. Tại vì tụ bão dây ke đi. Ơ à. Wait what. Gì vậy bào ngư. Ông này tại sao lại có thể như thế nhở? Bán đậu à? Thế là dỗi. Chắc là dỗi rồi. Mình đấm như mấy lần thì chắc không dỗi. Chán thực sự luôn. Anh em đang cạnh tranh với nhau vui vẻ. Đồ đạc ông này cũng không phải là giọng vừa. Chắc sợ JC của mình nó băm cho thì phải. Chịu đấy. Chịu đấy. Đây JC đây. Ok, chắc mình phải bán con Soraka đại đi. JC nào. Soraka, ô Syndra này, chắc mình bán Zoe đi quá. Đợi mãi mà nó không lên. Tốn kém bao nhiêu slot. Thời gian, tiền bạc của cải của mình. Tiền chứ đâu phải là khoai đâu anh em. Đây đây. Kiểu mấy ông này băm dễ này. Đừng có băm vào Leona nha. Băm chuẩn vào bạn này. Băm chuẩn vào bạn này. Ok. Thơm rồi. Được của nó luôn. Ông này chút nữa kẹp 4 bí ẩn thì hơi mệt. Nhưng mà nếu mà anh ta có 4 bí ẩn thì mình chỉ cho Zanna vào thôi. Zanna có sát thương chuẩn cho nên là well, easy game. Soraka này, ờ. Soraka 2 luôn, được. Mà không cho được, không cho xung xào được anh em. Bỏ Poppy thì chúng ta lại mất đi 2 tiên phong. Còn mấy con kia đi thì lại mất phù thủy. Mình chơi 6 phù thủy cho anh em xem gọi là max sức mạnh mà. Sức mạnh maximum ấy. Kiểu như thế. Xin giao 3 sao rồi. Kinh kinh kinh. Trận này có vẻ thú vị rồi đây. Ai cưng pro luôn. Uầy, Rakan 3 Sojin vút rồng rồi. Chuẩn bị nó băm. Băm cho gái. Ủa may quá. Chẳng lẽ một mình xin giao với cả mấy anh kia nó cân hết. May quá. Ari cố lên em. Không được kẻ kìa. May là có Ari là có sát thương chuẩn đấy anh em, cho nên mình mới đấm được cái ông xin dao này. Không có vệ binh tinh tú nhân tạo nhỉ? Kiểu như có vệ binh tinh tú nhân tạo mình cho con Victor nữa, là mình có thể chơi được cái đội hình 6 phù thủy, 6 vệ binh. Không biết là mình nên lấy cái gì đây ta? Cuồng đao Gosho, diệt khổng lồ. Được, lấy một cái cuồng đao đi. Đồ đạc này cũng không có đồ nào ngon cho lắm. Vịt khổng lồ thì cũng được đấy. Mình thích cuồng đao hơn. Căn bản là thích thôi anh em. Tí vô mà đến thôi. À, một con JC nữa nào. Trả lại 50 tiền mày lại dỗi tao. Mày không ra. Victor này. Đây, người anh em Victor, Victor nhỏ thì cũng gần gần lên rồi đấy. Cầm Syndra nữa cơ. Đua nhau à. Syndra 3 rồi này. Mà I need JC. Ok. Ông này vừa được
Ui, Yasuo hộ vệ này. Để xem là Yasuo hộ vệ như thế nào. Xem một băm chịu được. Ui xồi ôi, mày băm không khí à. 2760 sát thương. Mình mẹ nó băm không khí rồi bà con ạ. Thế này thì chết thôi. Giờ mình úp cấp lên. Đấy, giờ đây chúng ta cũng có thể chỉ có thể chơi được 5 vệ binh thôi nhỉ. Ừ. 5 vệ binh thôi, úp cấp cho Soraka hoặc là Janna vào thì cũng chỉ còn 5 vệ binh. Đây, anh có thể chiêm ngưỡng những người anh em giấu mặt này, JC, kẻ hủy diệt. Đấy, mạo vàng đàng hoàng. Một băm là Pentakill. Chỉ cần team bạn trụ 5 trụ 7 vào là được. Mà nhìn mặt thằng này nó khiếp thật đấy. Không khác gì sát thủ luôn. Băm cho thì ngu ngợi. Anh em có thể xem cận cảnh. Rồi. Ủa, 5 dam crit. Ủa chết quên. Mấy cái pha bổ 5.000 dam crit vậy mà không cho anh em chiêm ngưỡng được, quên mất. Đang mải xem gọi là cận cảnh. Thế này. 11-12.000 dam kìa. Kinh khủng lắm. Nếu như mà anh em có nhiều gậy cũng như là các đối tập thì hãy đừng ngại ngần gì mà không thử con JC 3 ngọc thạch này nhá. Siêu khổng lồ đấy. Vừa có tin phòng, vơ phù thủy. Chỉ cần được băm một phát thôi anh em, băm một phát thôi là vinh hạnh rồi. Ủa, không biết là có ai nhắc gì hay là nhắc gì hơi nhiều. Băm nhiều gái nào. Nhớ nha anh em, nếu mình em đang xem ở đây hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh. Và comment những cái ý kiến cá nhân để mình có thể rút ra những kinh nghiệm và sửa đổi trong những cái video sắp tới. Đấy, nếu như mình có sai sót gì mong anh em bỏ qua nhé. Và Facebook của mình thì mình sẽ để link ở bên dưới. Anh em nào mà muốn kết bạn thì cứ gửi lời mời nhá. Ôi, cuộc chơi trong vậy là cũng đi rất nhanh thôi. Hôm nay 6 tiên phong. Xạ thủ, 4 xạ thủ, 4 tiên phong, 4 hộ vệ. Thú vị. GG. Qua bên này đi. Xem là ông nào. À, gặp ông vứt dòng này thì hơi mệt. Nhưng mà chỉ cần băm chuẩn thôi là đi hết. Boom, ui, đùa. 15.000 đam một cú bổ. Quá kinh khủng. Vậy thì ai mà chơi với anh JC này đây anh em. Vãi nồi thật chứ. Toang thật rồi. 52 tiền, vừa đủ ung cấp. Lên luôn. Mình sẽ cho Soraka vào. Hay Janna vào đây. Như này thì bỏ anh kia đi thì mất vui. Janna 2 này. Ok, cho Janna vào đi. Thay vào đây. Đấy, có thêm thêm cái hệ thành mẫu nữa. Cho nó mạnh. Đây đây đây, mình chuyển JC qua bên này nó đỡ bổ. Bổ trúng thằng Leona thì hơi mệt. Thảo vổ phát chết hết luôn quá. Ok, em chuẩn bị xem JC. Ui, quá kinh khủng. Sức mạnh không thể nào mà kiềm chế được nữa rồi. Và có lẽ đó là end game. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Và đừng quên like, share cũng như chia sẻ video đến mọi miền thế giới nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới ạ. Tạm biệt anh em.